sạc điện đúng cách cho bật lửa điện. Bật lửa sạc điện mà một dòng bật lửa hiện đại, độc đáo. Bởi vì không sử dụng xăng hay ga mà sử dụng nguồn điện sạc nên rất nhiều khách hàng thường thắc mắc về vấn đề sạc điện cho bật lửa của mình. Vì vậy hôm nay Ambe xin hướng dẫn các bạn cách sạc điện đúng cách cho bật lửa sạc USB. Đôi nét về bật lửa điện. Dòng bật lửa này không sử dụng các loại nhiên liệu thông thường như xăng hay ga như bật lửa truyền thống. Đi cùng với đó là rất nhiều ưu điểm nổi bật khác như chống gió, gọn nhẹ, độc đáo, cho nên bật lửa điện được rất nhiều người yêu thích và tin dùng. Xuất phát từ nhu cầu về một chiếc bật lửa gọn nhẹ, an toàn, dễ sử dụng cho con người, bật lửa điện không sử dụng xăng, ga để tạo lửa nên rất an toàn cho người sử dụng. Bạn không lo đến việc nguyên liệu bị rò rỉ hay bay hơi. Ngoài ra bật lửa điện cũng không tạo khí độc nên có thể sử dụng lâu dài mà không lo ảnh hưởng đến sức khỏe. Bật lửa điện là dòng bật lửa tự động, tức là bạn không cần phải đánh lửa như truyền thống mà chỉ cần sử dụng nút bấm, nút cảm ứng hoặc lắc, thổi vào bật lửa để tạo lửa. Nói chung các thiết kế của bật lửa điện cũng rất sáng tạo và đa dạng. Cách sạc điện đúng cách. Tất cả bật lửa của Ambe khi bán ra đều bao gồm cả cáp sạc chính hãng kèm theo. Bạn có thể sử dụng nguồn điện sạc smartphone, cổng USB laptop hoặc sạc dự phòng để sạc cho bật lửa, rất tiện lợi. Nhưng bạn phải đặc biệt lưu ý chỉ sử dụng nguồn điện ra 5V. Nếu sử dụng nguồn điện lớn hơn có thể sẽ khiến bật lửa gặp trục trặc. Bạn cũng không nhất thiết phải sạc bật lửa hàng ngày, bởi vì một lần sạc có thể sử dụng được khoảng vài ngày, tùy loại bật lửa. Tùy vào bật lửa mà thời gian sạc cũng có sự chênh lệch, bạn nên lưu ý đèn sạc ở bật lửa, tránh sạc quá lâu. Về vấn đề này bạn có thể liên hệ với Ambe để được tư vấn kỹ càng hơn. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe, nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm các video mới để ủng hộ shop nhé!